Trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Thế là có con đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay em có mang bạn này đến đây ạ. Vậy hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải. Dạ quê quán là ở Bình Phước, mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. Tức là em ở chỗ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà quê em ở đâu em? Em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Tức là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Cửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. Cẩn thận nha. Dạ. Em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình trước tất cả các cái vấn đề. Dạ đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là đó. Vậy hả? Rất là nhiều tật xấu đó. Tức là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng, dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Trời ơi! Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Cũng nguy hiểm như cái trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ. Yên tâm. Ơi, nghe thấy sao? Dạ, em nghe cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26. Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người, nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi. Vâng ạ. Còn bên đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được 2 mối tình anh ạ. Mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm. Rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà. Cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Rồi mối tình gần nhất là đây cách đây 3 năm, quen được cũng 3 năm. Nhưng mà lý do? Lý do chắc có lẽ là đạo à. Em có đạo hay bên không, kia? Không, em bên Phật, bên kia là bên đạo. Xin lỗi, em bên là... kia bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. Được rồi, vậy tốt rồi. Em đàn gái xinh đẹp. Dễ thương em quá. Em chạy em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này? Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó? Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn dạ, hả? Dạ đúng ạ. Em thích loài gì? Bạc rê chị ạ. Chó bạc rê. Wow. Bên đây thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Em thích chó Phúc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Tại sao? Tức là đâu em nói ví dụ thôi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã lấy đà và chạy đi mất rồi. Thử em có con đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là
một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Ồ, vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Vâng. Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ, chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67. Còn mặt mày sao? Cái mặt có sệ sệ không? Trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn còn lại thì chắc là không sao ạ. Nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không? Dạ, chắc không sao đâu ạ. Trời ơi. Giống không? Không có giống. Không sể tí nào luôn á. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó, đúng không? Trai tài gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. À, thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình dễ nhìn, sạch sẽ là được rồi. Nói chung ăn mặc tươm tất gọn gàng là được rồi. Không có cần tiêu chuẩn mấy. Em không thích điều gì bằng nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á, chứ không phải tự nhiên thì không sao. Xăm môi? Xăm mà xăm đậm á. À, em có xăm không? Dạ em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? À, em đi với bạn của em ạ. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương, nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? À, riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói vậy thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này, nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu á, thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé Bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng, bà quay mặt xong rồi tới chưa? Bơ ơi, ý con sao? Kìa. Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Thì Bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và Bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thấy chưa? Người ta không có coi cái này là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé Bơ 4 tuổi, giới tính là gái. À dạ. Làm nó ghét tôi á. Không muốn nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa? Lè lưỡi biểu môi đó. Rồi. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em. Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái. Và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải. Thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ thì mình mở rào đi nha. Mà không nhìn tôi nữa thôi không? Em chào anh. Dạ, chào em. À, anh có món quà không vậy anh? Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe em miêu tả qua cái hàng đào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Yeah. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Yeah. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, yeah, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là yeah, quen vâng, là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Yeah. À, như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Yeah, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Vâng. Anh thấy thế nào ạ? Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài.
như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng? Thì ý em nói là ý của em là 6 tháng đến 1 năm là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều á chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần, mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này. Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chính á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Ví dụ công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á, thì cái sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm. Bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay, cũng thích sự lãng mạn một chút, hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm. Nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ. Tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì. Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và khăn choàng ạ. Một cái khăn ạ, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. À, chiếc khăn gió ấm. Đeo cho cô gái đi em. Anh có thể xin phép đeo cho em được không? Dạ vâng ạ. Choàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi, chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Dạ vâng ạ. Cái khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Hay hay rồi, hay. Bạn gái đáp đi. Thì đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm quá ơn mọi người. Bây giờ em hát hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết, mà bạn gái ngược lại cũng như thế. Nào, nếu em đồng ý thì đi. Cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn. Em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại, cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được. Nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó, nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không? Má cưới cái có liền nhé. Có liền cũng mà được à? Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi thì. Em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chiều thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha. Chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp.
quyết định. Không, 3, 2, 1 hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó, bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. À, chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dạ, em xin phép em ha, không chán nha. Ê, phải. Hôm đó là giống như hôm con chào vậy đó. Hôm con á, bạn trai hôn bạn gái á là ở đây. Hôm ma. Đó lại đi. Hay là biết mà ăn gian nè. Ăn dạ. Gian. Ông mẹ ăn gian. Cố tình đó chị. Cố tình đó đúng không? Trời ơi. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đó ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Ok. Dạ. Xin mời nhà gái. Thôi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi có con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này, con nhờ chú Quyền Linh đọc con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao, đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi, con cứ ngồi đi coi. Thơ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn cái trai cũng hương trời sắc nước. À. Thôi nói chung là ngày hôm nay hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ.
À, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Như là rất là hay quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước. Cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi. Chú. Đó, chú. Mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Nào, em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mị với có mẹ, bác ha. Mai. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng. Cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Ninh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau 20 mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm?
chắc 70%. 70% à, dạ. Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu, dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng, mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ. thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái bài đi. Dạ. Bước tới nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài. Chết rồi. Những ngày dài. Cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm. Dạ, để ngược đội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy vậy. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được giữ lại chị. Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi con. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Văn Bảy, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long.
Em thi công công trình là em làm gì bảy? Làm bơm bê tông cho người ta anh. À, bảy bơm bê tông 30 tuổi. Rồi mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Năm em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà Trang. Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ gần biên giới. Campuchia. Dạ. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi. Bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì bảy? Dạ em biết nấu canh kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp dạ. Đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát chứ bạn gái đối nhút diện nhát mà. Trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có 2 mối tình à. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ đều 2 mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao, có giờ sợ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh được, yên tâm. Bên đó là bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ gì? Điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo, cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á, cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi thì em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74 ạ. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55 trên 1m55. Khuôn mặt dễ nhìn. Bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được? Khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Bảy, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, gãi bông hồng trong đèn cầy á chị. Gãi bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên thành thành trái tim. Rồi gái cuối cùng em. Sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm gì ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy. Đúng rồi.
làm dạ. tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được dữ vậy chị. Dạ. Trời ơi, đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ. Dễ thương ha. Ừ. Thằng trai chịu rồi đó. Em có ghen không? À, em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? À, cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn vậy. Không bảo vệ ai thôi em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao dạ, con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Ừ. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu thì làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ kiểu như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa năm, hả? 5, 6, 7, 7 Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ 8. Trời ơi, dâu thứ 8 luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Để sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Dạ. Dạ. Em cũng có một hoàn thật. Cảm ơn. Con gì vậy bãi ơi? Bãi, bãi mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết tắt. Chị cũng không biết tắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? À, dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. À, phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là... Dạ, cũng cười, được cười rồi dạ. Cười lớn lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương. Cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. À, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào ạ? À, về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Vì miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã làm sao đâu á, thiệt luôn. Bây giờ nè, phải bước tới nắm tay Trang nói y chang về mỗi người. Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ
đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói chuyện tốt ạ. Dạ. Tại rồi trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích dạ. Thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Dạ. Mình thích là mình bấm thôi. Dạ. Trang. Rồi Trang sao nè. 1, 2, 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà đây tôi khóc liền luôn á. Cưng bẫy quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa, có cảm giác gì nắm tay không bạn? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình á, còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. À, dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng ơi. Không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Anh nghe nha, em không phải là người vĩ đại đâu anh. Chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc dạt dào, lúc hờ hững xa lạ. Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ. Nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà anh bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, à, em làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nhất tiên điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. À, còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. À, ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ, em điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em á thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cứ gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 25 tới 28. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng có trọng tuổi, tuổi tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi,
vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mẫu người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương, chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, chung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa, thể thao du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Chiều dạ. Cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cao mang dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 7 cho lên. Cha có bộ căng à, bên kia nói vụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà... thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á, thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người, đúng ơi. Không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho cô dân có biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen. Tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân. Đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa, nên thật ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp quá. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mở cái đó cơ. Dạ. Dạ rồi, em xin đọc đứng thơ nó nghe luôn, đứng nó cho... nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc giặt giào, lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò.
Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái giá quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội. Nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này. Nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển công tác chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha. Công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Nên cũng hơi 5 người. Dạ, yeah. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì em trai của em thì làm ở Đồng Nai. Còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ, được. Đó, rồi dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ, cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. rồi em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. Chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Ông tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết. Anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ. Trẻ con nữa. Anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Anh có thể sắp xếp được anh 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó. Mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy. Mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt của ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tăng Băng hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Đậu đậu trong tình yêu của em. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ.
Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi, quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi, mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm. Trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình thôi, chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ, con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ, con làm văn phòng. Ơi. Bên đây là trai cũng hot boy đó. Nào, mời nhà gái. Đấy, trời ơi. Em chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp và cũng được luôn. Được không? Được không? Rồi thôi bây giờ vậy. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là xinh. Mà liền đúng đổ phạt đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Chào anh Nam. Thì con tên Thảo. Thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm,
đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn. Sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi. Nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu, cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực ạ. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống như kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ. Dạ. Có hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ hôm nay anh bọn sơ mi trắng nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu của, về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Ừ. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình. Còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi thì chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó ăn lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Đậu đậu trong tình yêu á em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉnh đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chứ. Hiểu sơ bị tinh thần sơ rồi con sơ, ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản.
thù vậy đó. Nói chung nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Khó đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzusuro no moto. Con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế em. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói với cái ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói cũng dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói hồi nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. Ê, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Này, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay do dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp mà. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn... không nhẹ em cái được. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á con. Thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi, thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha.